Xin chào nhé, mọi người đang theo dõi cái kênh YouTube của mình là Alophone. Trên cái điện tay mình ở đây là chiếc điện thoại Nokia 8600 Luna. Con máy này thì mình về rất là nhiều, hiện tại thì mình chỉ có để 8 máy để bán thôi. Anh em nhìn thấy bên mình bán là chỉ có bán hàng chất lượng chứ không có bán hàng hơi rẻ rẻ một chút nhá. Ở đây thì các bàn phím của nó là bàn phím zin nhá. Còn bàn phím thay mới này thì mình có khoảng tầm 20 cây bàn phím thay mới rồi nhá. Thì giá máy của nó ở đây hiện tại thì đều giống nhau cả. Mình thấy mọi người đang bán là 2,5 triệu thì mình để cho mọi người là khoảng 1,7 triệu thôi nha. Ở đây thì hiện tại con máy này thì nó là dạng huyền thoại ánh trăng rồi. Cái ở đây thì có một cái vầng trăng ở đây, mọi người nhìn thấy này, có những cái vầng ở đây. Ngoài ra thì cái điện thoại này nó có cái mặt sau của nó, các bạn nhìn thấy này, rất là đẹp luôn, thiết kế tuyệt vời. Đó, thiết kế tuyệt vời, cục sạc của nó ngay bên hông nhá. Nó giống như kiểu mấy cái sạc của lại điện thoại bây giờ ấy. Cái này thì mình có thể thấy được là sóng rất là khỏe luôn. Con này sóng cực kỳ khỏe này. Ở đây bên pin của nó là pin 5M loại zin. Ở đây thì mình đã làm cái vỏ nó mới rồi nên là mọi người nhìn nó không được kỹ lắm. Mọi người nhìn cái đáy cái pin ấy, nó rất là chắc chắn này. Đó là pin zin. Pin lô thì mình cũng có thôi nha, nhưng mà hiện tại mình bán kèm những loại máy đắt tiền là pin zin hết. Ở đây thì nó có thêm mấy sạc zin nữa, sạc zin mới của những cái loại 105 cái thứ. Website mình đang bán là alophone.vn, anh em phải truy cập đây để mua hàng. Ngoài ra thì mọi người có thể nghe bắn bluetooth để nghe nhạc những con loại điện thoại như thế này nhá. Ở đây thì mình có cái bộ sưu tập này, có âm thanh, mình vào cái phần âm thanh để nghe cái kiểu chuông của con máy này, những kiểu chuông huyền thoại này. Mọi người ấn tăng âm lượng, giảm âm lượng ở bên hông nhá, để mình thử phát cho mọi người nghe này. Loa của nó vang rất là hay, nhẹ nhàng thôi nhưng mà rất là tuyệt vời.